Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng tất cả các con đến với môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, để bảo vệ đê biển, chống sói lở, chống vỡ đê khi có gió to, bão lớn, đồng bào ở ven biển đã biết tạo nên một lớp lá chắn, đó là trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn có tác dụng gì? Các con hãy cùng tìm hiểu qua bài đọc Trồng rừng ngập mặn của tác giả Phan Nguyên Hồng. Ông là giáo sư, là người tiên phong và hết mình với hệ sinh thái rừng ngập mặn. Bài đọc Rừng ngập mặn sẽ cho chúng ta biết rất nhiều thông tin. Mời các con lắng nghe. Trồng rừng ngập mặn. Trước đây, các tỉnh ven biển nước ta có diện tích rừng ngập mặn khá lớn. Nhưng do nhiều nguyên nhân như chiến tranh, các quá trình quay đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm, một phần rừng ngập mặn đã mất đi. Hậu quả là lá chắn bảo vệ đê biển không còn nữa. Đê điều dễ bị sói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng. Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế, ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới, bồn ngoài biển như Cồn Vành, Cồn Đen, Thái Bình, Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ, Nam Định. Nhờ có phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có nhiều thay đổi rất nhanh chóng. Đê xã Thái Hải, Thái Bình từ độ có rừng không còn bị sói lở, kể cả khi cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống, không chỉ cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. Tại xã Thạch Khê, Hà Tĩnh, sau 4 năm trồng rừng, lượng hải sản tăng nhiều và các loài chim nước cũng trở nên phong phú. Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn phục hồi đã góp phần đáng kể tăng thu nhập và bảo vệ vững chắc đê điều. Bài đọc sẽ được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến sóng lớn. Đoạn 2 từ mấy năm qua đến Cồn Mờ, Nam Định. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Trong bài xuất hiện một số từ khó cần giải nghĩa, ví dụ rừng ngập mặn là loại rừng ở ven biển nhiệt đới, phần gốc cây ngập trong nước mặn. Đố các con biết, đắp đê bao quanh một khu vực được gọi là gì? Chính là quai đê. Làm cho trở lại như trước. Từ nào có nghĩa như thế này? Đó chính là từ phục hồi đấy các bạn. Ngoài ra, trong bài còn có từ dài. Chúng mình ngắt nghỉ như thế nào? Hãy tham khảo cách ngắt nghỉ câu của cô. Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn được phục hồi đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập và bảo vệ vững chắc đê điều. Trước khi đọc toàn bài, các con hãy lưu ý đọc những từ khó và đọc những câu dài để bài đọc của các con trở nên trơn tru và lưu loát hơn. Theo các con, nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn là gì? Việc phá rừng ngập mặn. Chúc mừng những bạn đưa ra đúng 3 nguyên nhân. Do chiến tranh, do quá trình quay đê lấn biển, hay làm đầm nuôi tôm. Và hậu quả mang lại là chắn bảo vệ đê biển không còn nữa, đê điều dễ bị sói lở, vỡ khi có gió, bão và sóng lớn. Việc rừng ngập mặn bị tàn phá do những hoạt động của con người đã để lại hậu quả là những mối nguy hại nghiêm trọng cho chính cuộc sống của chúng ta. Vậy theo các con, chính quyền và người dân có những cách gì để ngăn chặn và khắc phục việc phá rừng ngập mặn?
Theo các con, vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? A. Trồng rừng ngập mặn để bảo vệ biển. B. Trồng rừng ngập mặn cung cấp nhiều gỗ. C. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt để người dân thấy vai trò của rừng ngập mặn. Đáp án chính xác là phương án C. Các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn vì họ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều đấy. Phong trào trồng rừng ngập mặn phát triển mạnh mẽ như một số tỉnh Minh Hải, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh. Tất cả đều do công tác thông tin tuyên truyền. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ đê điều và cuộc sống của người dân. Tác động tích cực như thế nào? Chúng mình hãy tìm hiểu qua câu hỏi tiếp theo. Theo các con, rừng ngập mặn sau khi được phục hồi có tác dụng gì? A. Phát huy tác dụng bảo vệ vững chắc đê điều. B. Tăng thu nhập cho người dân. Hay C. Các đáp án trên đều đúng. Cô tin rằng các bạn đều có câu trả lời là C. Rừng ngập mặn sau khi được phục hồi đã giúp cho đê điều không còn xói mòn, được bảo vệ vững chắc, lượng hải sản tăng nhiều, các loài chim nước trở nên phong phú. Từ đó, nhân dân các địa phương đều vô cùng phấn khởi. Cụ thể, các địa phương đã đạt được những thành tựu như thế nào? Các bạn hãy nối tên các địa phương với những thành tựu đạt được sau khi khôi phục rừng ngập mặn. Chúng mình hãy đừng quên dừng video và làm bài bằng mắt. Hãy đối chiếu với đáp án của cô nào. D. Xã Thái Hải, Thái Bình, từ độ có rừng, không còn bị sói lở, kể cả khi bị cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua. Xã Thạch Khê, Hà Tĩnh, lượng hải sản tăng nhiều và các loài chim nước cũng trở nên phong phú. Chúng mình vừa tìm hiểu bài đọc với ba ý chính. Một, nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn. Hai, phong trào trồng rừng ngập mặn. Và thứ ba, tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi. Các con đã đoán được nội dung chính của bài học chưa? Nội dung của bài học nêu ra nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn và tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi. Sau khi hiểu nội dung bài đọc rồi, để đọc hay, chúng mình cần lưu ý giọng đọc. Giọng thông báo, lưu loát, phù hợp với nội dung văn bản khoa học. Các con hãy cùng luyện đọc đoạn sau. Để đọc tốt, lưu ý nhấn mạnh các từ được in màu đỏ. Thay đổi, nhanh chóng, không còn bị sói lở, lượng cua con, hàng nghìn đầm cua, hàng trăm đầm cua, tăng nhiều, phong phú, phấn khởi, tăng thêm thu nhập, bảo vệ vững chắc. Trước khi kết thúc tiết học, các con hãy cùng tham gia 1 phút nhớ bài qua một số câu hỏi sau nhé. Theo các con, đâu không phải là nguyên nhân khiến một phần diện tích rừng ngập mặn bị mất? Phương án thứ nhất, các quá trình quay đê lấn biển. Phương án thứ hai, làm đầm nuôi tôm. Phương án thứ ba, thiên tai. Phương án thứ tư, chiến tranh. Phương án thứ ba, thiên tai là một đáp án hoàn toàn chính xác. Đâu không phải là tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi? Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời chính xác là phương án số 4. Câu hỏi cuối cùng, vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? Các con đã có câu trả lời chưa? Đáp án số 2, do công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt để người dân thấy vai trò của rừng ngập mặn là một phương án hoàn toàn đúng đấy. Tiết học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những video lần sau. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.